Hello, thúc chào tất cả mọi người. Có ai chào tôi không? Hôm nay là ngày Monday đây và mình sẽ quay video tất cả những hoạt động ngày hôm nay của mình như thế nào nha mọi người. Bây giờ trước tiên là lột mụn cái đã. Mấy hôm nay, mấy tuần rồi không có lột mụn. Bây giờ lột mụn cái vùng má, lỗ mũi và cái vùng vành môi, cũng như là ở dưới này. Mọi người thấy tôi có râu không? Đẹp trai không? Thấy mình có râu, mình đẹp trai không? Có em nào chịu không? Anh hốt luôn mấy cưng. Rồi ok, mời tất cả mọi người theo dõi video của mình nhé. Mình sẽ cho các bạn xem con cá này, là con cá ship head các bạn. Tên của nó là ship head và giá của nó là 1 đồng 99. Con này mình mua là 4 thò mấy thì 9 đồng mấy sen là bớt 3 con. Rồi ướp 2 con này với cái nước muối nè các bạn. Đây là mình đang ướp nước muối nè các bạn, cho nó thấm, cho nó mặn mặn con cá. Chút nữa mình sẽ chiên giòn lên ăn, chiên giòn lên ăn nha mọi người. Mình chiên giòn cho cái da ở ngoài nó sẽ giòn, mà ở trong nó mặn 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 á, mình ăn nó ngon hơn. Mình là mình thích ăn cái kiểu cá ướp mặn mặn gì á các bạn, ăn cơm đén mồi. Đây là trứng vịt muối các bạn, đây là tàu hũ. Tàu hũ họ làm đừng muốn thì biến hay không, tiện và lợi. Ở bên Mỹ này cứ tiện và lợi là được. Hôm nay đầu bếp vô bếp nấu ăn canh chua cà cá. Rồi đầu bếp vô bếp rồi chạy đi đâu mất tiêu rồi mấy nữa. Món pasta phi lê kho tộ các bạn ơi. Hôm nay sẽ có món canh chua cá pasta phi lê. Và đây là cái món cá hồi nãy mà mình cho các bạn xem nè. Bây giờ mình ướp nghệ và sả, bắt đầu mình chiên giòn nha các bạn. Trời lại sáng, quá trời đẹp, không khí trong lành quá các bạn ơi. Các bạn, bây giờ hai mẹ con mình đã vô nè các bạn. Đã có được những cành hoa nè. Đó các bạn. Hoa này ở nhà trồng các bạn. Đó. Bạn thấy dễ thương không? Bây giờ mình sẽ cắm một bình hoa. Đẹp các bạn ha. Quá dễ thương luôn á. Bây giờ mình sẽ cắm cái bó hoa, cái chậu bông này mọi người. Mình sẽ tuốt cái này ra. Tuốt mấy cái nhánh hoa này ra. Cái gai các bạn. Mình tuốt ra để khi mình có thay nước mình không bị gai đâm. Có chuyện đứt tay, có chuyện gai đâm. Dễ thương quá các bạn ơi.
Đẹp không anh chị? Đẹp không? Đẹp không con? Khoan, mẹ đang cắm cái bình hoa nè. Cắm cho nó đẹp á con ha. Cắm bữa nay cho nhà mình có hoa ha anh chị ha. Cái nào này hả? Mình không có đồ chuyên dụng làm bông hồng cho nên cái này. Sao vậy? Cho ngày lễ cho có bông có hoa trong nhà cho nó đẹp. Xoay quá các bạn xem. Đó. Đi thân nha. Đó. Giỏi quá, ăn đi con. Đó, cô chú anh chị thấy con giỏi không? Nhờ được rồi đó. Giỏi quá. Cái gì mà ăn hai ba bên vậy ông? Ăn cơm với canh chua đó mọi người, giỏi lắm. Thôi thôi thôi, cái ly này cho mẹ đi, cho mẹ cái ly này đi. Rồi con ăn đi. Hai cô chú đi hai. Bị sượng rồi hả? Không, phải mua cái đậu bắp của anh mới đi lên loại. Ăn Phi ơi. Lấy mẹ một chén. Lấy mẹ một chén không? Ông chờ anh. Hồi nãy em có mua ngò ôm không? Ngò ôm trong tủ của chị Lân. Tủ lạnh có. À, tủ đá. Trong tủ đá. Rồi chắc rồi đây rồi. Rồi ai đó mà sao rồi? Rồi ai mình có mà cần gì mua? Đừng có mua ngò ôm lấy chồng. Ấy da. Chạy qua đi qua mua không được. Ủa, bữa em thấy em có mà. Ngò ôm hả? Có mấy ấn mà không? Có đâu. Có hả? Năm ngoái trồng nhiều lắm nhưng mà đến mùa đông chết hết rồi. Ủa ngồi rồi. Nó đem vô nhà mà nó chịu không nổi luôn. Không, anh đem vô nhà luôn á. Nó chịu không nổi. Nó chịu không nổi, nó thân nó mềm quá. Ngồi kia đem nhà chịu nổi mà ngồi ôm nó rụt luôn.
Ăn cá chiên hả? Ăn đi. Hồi nãy anh cũng mua con cá gì? Nhỏ nhỏ anh ướp kìa. Cá lù lù hả? Anh chiên, anh lấy chiên ướp cẩn thận rồi anh. Cá lù lù hả? Push. Mấy con push, con quay phớt á hả? Quay phớt hay là dễ luôn. Quay phớt, ăn mấy con nó giòn giòn, nó ngon, nó chiên giòn ăn luôn. Cái bát bắt clip qua đây nè. Câu nó nhiều quá mùa nè. Dạ hả? Ờ, câu là đầy luôn á. Khoảng 3 ngón tay á. Nó ăn trùng dữ lắm. Còn nó, mấy con nó ăn chiên giòn, ướp sở, ăn chiên giòn ngon á. Hôm bữa anh nói anh mua bằng, chị không có mua hả? Chưa, phải đi qua mạng thôi. Qua mạc không có bán hả? Qua mạc bán rồi ra, nó chỗ nào bán nữa. Bữa hỏi qua mạc luôn, nó nói chị đó bây giờ qua mạc bán. Qua mạc bán bằng cái bằng câu á hả? À, nước ngọt 23 đồng á. Nước mặn 25, giờ bánh mắt rồi. Anh Phi kho cái kiểu đúng đúng kiểu miền Tây luôn. Là nó vừa mặn mà nó vừa ngọt. Thì miền Tây mà, mình là người miền Tây phải kho kiểu miền Tây. Hôm bữa em ăn của người miền Trung họ nấu ăn lợ ăn khó ăn chứ. Thà nó ngọt mặn cũng quên thắng sắp mỡ bỏ vô. Có cái mỡ mà có thắng sẵn mà có không? cái rổ mình mặn á, em mỡ rồi có cái mỡ rồi vậy hả? Em biết nãy em bỏ vô rồi. Nó béo nó gì nó thịt anh phải phải cái mỡ này béo nữa là nó giòn. Ăn đi, em thái mới đi đó mà. Cái nồi điện của chị Loan á. Chiên á, em nhúng dầu gì nè. Cái đụng vô tay em thấy trời ơi nó mắm rồi, em nói trời ơi chiên gì chừng nào mới chín. Nó tự nhiên em muốn mở cao lên. Em mở 400 luôn á. Mà em thấy nó không lên. Kì vậy. Cái anh biết tại sao em chiên cái này không? Em cho là cái nồi cái bếp bự đó. Chiên. Ủa em không ướp trước mà em thả vô em chiên luôn hả? Đâu có, em ướp mà. Em ướp hả? Đó. Ủa, em thấy... Lúc em đi ra em ướp là cái chảo dầu còn nguội. Ồ, oh, ok. Đó. Lý phần á, em ướp trong cái nước rồi. Lúc mà anh thấy em đổ nước vô, em đổ nước bỏ không? Ồ. Đó là lúc đó em ướp rồi đó. Dạ hả? Ừ. Rồi cái mà khi mà anh thấy em đem ra á, em chỉ làm xả thôi. Ừ. Xả với nghệ thôi. Em mang ớt tươi, có ớt tươi ở chỗ nha. Có trái hả? À, trong bình này hả? Bên tủ bên kia không có thì qua tủ bên đây. Ừ, có người thơm rồi. Quá trời ớt. Năm nay nhiều nữa. Năm nay là thấm á. Năm rồi có 7-8 cây rồi mà quá trời. Trời, năm nay ăn về quá trời luôn. Phải nóng lạnh luôn. Không có chỗ để trồng nữa. Không có chỗ, hết chậu luôn rồi. Ừ. Anh cứ đứng anh coi nhìn tiếc quá. Bây giờ không lẽ móc lỗ trồng đại lắm đó. Lỗ luôn rồi, vòng vòng đất là anh trồng hết rồi. Thôi vậy hả? Móc dài dài trong nhà, móc lỗ trồng hết. Có bắp cải ngon. Dạ, có bắp cải giòn giòn ha. Trời mưa mà ăn mấy cái món này ra, vô mánh luôn. Cá này mướp lạc luôn. Mặn mặn nó mới ngon. Mặn chứ không có mắm này. Ăn canh chua là phải ướp mặn. Tại hồi nãy em ướp vậy thôi chứ em đâu có biết ăn với gì. Ít đại. Tới gặp anh Phi là lúc đó ướp rồi. Gặp đúng anh Phi là hỏi ảnh là bữa nay ăn cái gì đó là lúc đó là ảnh ướp rồi. Không mà muối sợ ướp lúc nào cũng phải hơi mặn mặn. Đúng rồi. Chứ không có lạc được. Mặn tại nãy em nếm em thấy nó hơi mặn mặn em nghĩ là được. Chạy đi chịu khó chấm nước mắm đi. Ngon. Coi nó bo rồi nữa nha. Mình thêm cam vào đi. Cái chiên kia nó có át sầm được á. Chạy số mấy, nó biết lại mấy. Vô xe đó đó, coi thử phim gì vậy. Cũng có mấy đài à. Vô xe à. AMC. Em ăn với tụi em cho vui thôi chứ còn no cành không á. Chị ăn rồi hả? Thì đi ăn món đó đi mà. Ăn với mẹ chị á. Hôm nay Phi nó chỗ tài đó, chị không ăn nó buồn. Chờ nó giờ á. Vậy hả?
Em kêu hoài không bây giờ mới ăn. Đấy hả? Thank you nha Phi. Dạ. Để xích vào đây cho chị gấp. Ở dạ. Kêu đừng nói đang quay nha. Đang quay em. Dạ, đang quay ai đâu sợ. Giờ cái mồm của tao bự còn hơn cái gì nữa. Có gì em cắt cũng sợ đâu. Với phần nãy em đứng lên lấy đồ mà. Chị ơi, đây đây. Nấu không? Ăn cái con này ăn cho nó hết một con em. Anh không biết tánh chị lòn. Tiết kiệm tối đa. Cho nên là nhưng mà mình ăn gì cho nó gọn dẻ cái đó. Chứ dẻ con này rồi dẻ con kia dẻ tự đưa. Mày đặt cái bình dân. Chị chấm nước mắm hay là chấm mưa? Nước mắm mé đường. Dạ, ai cũng vậy. Ngọc làm gì vậy Ngọc? Sạc. Đấy bây giờ nó chưa biết, món nó biết nó đòi vậy coi. Mới nó đê là đồ quà hả chị? Con mà còn nhỏ đó. Dạ. Là ông già dẫn con đi mua. Tới lúc đó pha ta đê cũng vậy thôi. Dạ. Đúng rồi. Hay là đê nó bắt mẹ nó mua ngược lại. Thôi ra đê thì mẹ nó mua đồ cho nó nhưng mà mẹ nó nấu cho bố nó ăn. Thường ngày rồi mấy ông làm barbecue cho mấy bà ăn á mà mưa quá. Mưa quá chị. Mưa quá. Ông em định làm barbecue á mà mưa quá. Mưa quá. Như từ hôm mưa đò dễ ngay mưa đứa. Được không bữa nắng. Dạ. Quýt kem xuống là mưa. Đâu nó cũng mưa rồi nó mới tạnh rồi mình mới nướng được á chị. Quýt kem xuống là mưa. Sao nó biết cái chén này của chị phải cái giấy vậy? Có chén rồi. Không có để ý cái chén của chị. Để nó lấy chén cơm cho vợ. Không phải mình lấy à, bài bà. Không có, ông không có lấy. Ông lấy đúng cho hai anh thôi. Ông hai chén. Cái hồng vàng nở cũng đẹp. Hồng nở đẹp. Ở ngoài này có cái mình có cái hồng vàng không chị Lộc? Ừ, đúng rồi, chị biết mà. Bữa nay hồng vàng rất là đẹp. Mùa rồi không thấy nữa. Mùa rồi mình tới là đâu còn bông nữa. Có, năm nào nó cũng có bông á. Chị biết chưa có cái hồng vàng mà. Mà hồng á, mỗi lần nó bông nó rụt á, nó bị hư rồi mình cắt nó ra nó à. Ăn cá với chị á, đừng có ai phải nhường. Tại chị sẽ lựa hết xương chị ăn. Vừa đập lại. Em nói rồi. Chị ăn là chỉ ngồi chị lựa xương chị ăn hết. Chị giờ có ai bỏ xương ra lụm. Em nói ăn với chị lon xương. Bẻ cái đầu này chứ đâu. Đầu xương là cứ nhường chị đi mình ăn thật là đồ thái. Đó hồi xưa đi làm á, chị có cô bạn thân. Dạ. Ngân, mày ăn xong rồi nhớ ăn fan fried chicken. Dạ. Mới chừa xương lại cho ta ăn nha. Đúng. Đó, dòng nguyên cái hộp đưa cho chị. Ngồi gỡ thịt ăn đó nè. Mở qua ăn nguyên một hộp xương. Đúng xương luôn hả? Xương còn nó gan nó cù lẫn còn gan nó. Nó mà ngon lắm. Tại vì chị đòi ăn vậy mà. Nhưng mà nói thì gụm nói với lại dòm lại thì bắt cười. Nhưng mà chị nó bẻ hết xương ra. Nó lấy thịt nó ăn rồi nó đưa cái xương cho chị. Dạ. Mà ai dòm nó hả? Mày ăn cái gì kì, ai cho mày vậy? Ngân. Chị nói Ngân nha, chị cũng giải thích. Ai cũng nói trời con ăn gì kỳ vậy? Nó cho mày thương không vậy? Tại em đòi á. Order, em order. Mà chị không có nói là chị đòi. Nó chửi chị nó con quỷ. Mày làm tao mang tiếng ăn hết thịt vừa mày thương không? Tình ngay Lý Giang. Cười chết luôn. Cái này nó bể rồi. Bể rồi, bể nó bún rồi. Đó là gì, cá kho. Cá ba sa. Cá ba sa chị đâu? Cá ba qua tới cái đầu. Cá ba sa thì lên. Nãy em chiên con cá nó chỉ có nhiêu đây thôi. Dư phần đuôi này. Cái cho nên phần đuôi này te tua tơ tả. Nó không được nguyên vẻ con cá. Chua với cá nữa là của miền Tây nấu chấm tông đó nha. Gốc miền Tây nấu. Chị ăn canh chua chị nghe, chị biết không? Chưa ăn. Chị thử thôi. Gốc miền Tây là nấu kiểu đó. Nó khác nó gì? Dạ, khác gốc miền Nam, với miền Trung. Nó ngọt là nó chị ăn trong cái chị canh ăn, chua á. Là nó có cái hậu là nó ngọt nhưng mà nó cũng mặn nữa. Và hậu chua cũng nó cũng chua nữa, cái gì nó cũng đậm hết trơn á. Chứ nó không có lợ lợ. Đậm đà. Thì thường canh chua là vậy mà. Còn ngọt mặn chua là đều nhau mà. Nhưng còn
Hôm bữa em nấu còn lạc hơn ổng. Ổng còn đậm hơn em nữa. Chua là chua, thiệt chua, mặn thiệt mặn rồi. Mà ở trong đó là chị nếm là chị cảm giác được là nó đậm á. Còn từ lên mình nấu canh chua á hả? Là cái bằng đúng kiểu miền Nam á. Một cái à. Cái hết ăn luôn. Em mà ngọt quá em ăn đâu được. Chị nấu là chị? Em chị. Em chỉ lần hả? Nghe tên là biết rồi. Bên Linh, bên Long là nghe là biết rồi. Chị thấy tự nhiên nó đổi lạnh á. Hên quá là... lạnh luôn chứ đâu em rồi. Em định đem mấy cây dứa của chị ra cái nghĩ thôi đem ra mà nó trở lạnh cái chết cây dứa của chị nữa. Chị đang cưng nữa đó, nó thôi để qua hết tháng này luôn đi, nó mà lạnh như cây dứa chị không nổi hồi đó em chồng biết rồi. Chết liền nhưng chị có đem vô nữa hai ba ngày sau rồi luôn. Cây dứa đó là cưng lắm rồi, tại vì tức phải xin cho bằng được cây dứa. Xin của ai? Em ổng. Em thì tất ổng thì đi xin em ổng. Ổng không cho hả? Ổng chồng ổng không có tưới nước. Cây ổng chết, ổng thừa, ổng đổ thừa. Ổng nói với bác, mẹ của Trâm bạn chị á. Ổng nói chứ Kiều Loan nó tới nó cắt cây với con rồi, bây giờ cái cây của con nó chết rồi. Thừa. Cây rồi. Cái sữa chị tới chị dòm. Chị dòm với chị cắt cái gì? Mẹ có cái nhánh con thôi. À, khi gì mà tới chết cái cây của ổng dữ vậy tới dòm trời ơi, nó khô. Cầm cái chậu lên mà nó bác cầm không. Cái chậu lên coi. Không có một giọt nước chứ. Con còn chết đừng lấy cái cây. Con còn chết đừng lấy cây này. Đúng rồi chị nói y chang lời em nói luôn. Bà ổng dám đổ thừa. Tức quá về chị giáp. Ông anh hai chị ổng đổ thừa em làm cây ổng chết rồi. Về bà đưa cây khác em trồng cho bà ghét. Bà đưa cho chị hai cây đó. Ai ông nó hơi đau mà má hai chấp. Cho nói không chấp mà tức. Tao không làm mà đừng ngồi vô quan. Không làm mà vô quan tức. Đưa cái khác cho em chồng đi. Cây của ông cũng chết rồi. Giờ có muốn đâu có rồi. Mà cái cây của ông không chị đem về nó cũng chết. Đâu không đâu thấy không? Chị đi làm mà chị quên tưới nước á. À trước lúc em về bỏ trong cái hũ á, nó không có nước nó chết. Giờ nó không có duyên với chị. Ừ. Còn bị đổ thừa nữa. Ổng đổ thừa luôn. Bắt con mà giết mẹ đó. Trời ơi cái cây của ổng để khô rốt khô rơm. Ổng đi Việt Nam mấy tháng nữa nha. Thằng con rể ổng ở nhà đó đâu có tưới với ổng đâu. Người chết đúng rồi. Mà cứ ổng đè mình ổng đổ thừa à. Là ổng không nói thẳng mình đâu. Nó nói vòng vòng. Mát vòng vòng nữa. Ổng nhiều khi ổng bực chị lắm tại vì ổng không thích ông xã chị giáp. Cái ổng giận. Cái hôm đám cưới thằng cháu luôn á, thằng trai chị giáp ổng không đi. Chị tới chị lấy xôi. Ổng nấu rồi ổng gửi tới. Chị tới chị lấy xôi. Cái anh hai sao anh không đi. Cháu ruột của mình mà ổng đi. Nó kêu ổng cậu. Thôi tôi ghét quá, tôi ghét thằng cha nó, tôi không đi đám cưới nó. Tôi nói ủa kỳ á. Anh ghét anh Tân thôi, mắc gì đến thằng cô Tí. Nó đâu không? Như bị nó đâu có làm phiền gì đâu. Lý do trong đó gặp ông nội kia. Gặp mà ông kia ghét. Cho nên không đi luôn. Tại đám cưới thằng con cha thế nào không có mặt trong đó. Mắc gì đến thằng cô Tí mà nó không đi. Không, không đi, tôi không đi. Má lo muốn đi đi chứ tôi không đi. Đó, anh hai lớn hết rồi. Anh hai mình lớn hết rồi, cái gì bỏ qua được bỏ đi. Giờ anh có giận anh Tân 9 xe 10 vàng đi nữa bây giờ. Hai người cũng ở nhau mấy chục năm. Con thì cũng hai đứa con lớn hết rồi, dựng vợ gả chồng rồi giờ anh ổng ghét coi như ổng ghét mấy chục năm ấy. Ổng ghét ông chồng chị. Ổng làm gì mà ghét dữ vậy? Ổng nói ông này dụ bả. Ông này dụ bả. Còn bả đó thì theo phe ổng, giặt ổng, giặt ổng. Là tại vì khi chị lấy ảnh là ảnh có vợ rồi, đi vọt rồi. Nhưng mà về chắc ảnh sợ là chỉ sợ là ảnh hai chị không cho lấy. Chị mới gạt, chị mới nói là chị chỉ nói là ờ
chị chỉ nói lấy thôi, nhưng chị không nói là ổng có vợ có con rồi. Dạ. Giấu luôn. Thế là ổng nói là chị gạt ổng, ông kia gạt ổng, thế là ổng giận. Mà dạ, em ổng dạ. Thì ổng không bỏ được. Dạ. Còn thằng kia là em rể ổng chơi luôn mấy chục năm. Rồi tới cuối cùng là mọi người thấy cái bình hoa của em không? Cái bình hoa đơn giản thôi. Và em bẻ ở trước sân đó mọi người. Em vào cắm vậy nè. Để trang trí cho cái ngày lễ Mother Day, cho nó thêm phần sinh động, các bạn thấy không? Đây là món quà đầu tiên mà mình tự tặng cho bản thân mình. Và mình sẽ khoe cho mọi người thêm một món quà nữa nha. Nè, mời mọi người xem nha. Đẹp chưa? Đây là bình hoa mình được chị Tommy tặng cho ngày Mother Day. Các bạn cảm thấy đẹp không? Trời ơi. Các bạn thấy không? Hoa ly đẹp ghê không? Hoa ly đẹp và cái những cái hoa hồng. Hoa hồng này cũng đẹp nữa nè. Cái nhánh hồng nó to và bông hồng nó nhiều nữa các bạn. Rất rất là đẹp. Mình thích cái hương của cái mùi hoa ly khi nó nở các bạn. Rất là thơm. Thơm lắm các bạn ơi. Nè, hoa ly đại nè các bạn ơi. Cái nhánh nó to ghê á các bạn. Mình á, ở bên Việt Nam á, mà dịp Tết á, là mình thích chưng hoa ly lắm. Các bạn nhìn thấy cái bình hoa đẹp không? Đó, đó là cái món quà mà mình được nhận vào ngày Mother Day. Mà trong khi đó, chồng mình không có tặng cho mình mà được bà chị tặng. Mà mình cũng cảm thấy điều đó rất 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 là thích rồi các bạn. Cảm ơn chị Tommy rất nhiều nha.